Hello cả nhà, đây em lên cả nhà một con đồng hồ của Mỹ nha, Amitron. Đó, size rất là to luôn, size 45 chưa nấm, càng thì 54 nha, dây nè. Đó, đời mi sọc hai bên là rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đời mi song song luôn, à, hai khóa bảo vệ. Đó, có một khóa nè, khóa bấm nữa. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đây, đáy xoáy luôn. Chạy cơ chế là 6 kim. Đó, American Watch nè, của Mỹ nha. 6 kim, đó, kim cọc số học trò đầu mạ vàng rất là đẹp và sang nha cả nhà. Đúng chuẩn Mỹ luôn. Đó, 6 kim. Thứ, ngày và 24 giờ. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Bằng vàng đồng nha. Màu vàng đồng lên tay rất là sang luôn, dây bao dài luôn. Dây 20 luôn nha cả nhà. Size to. Này hợp anh em nào tay phải 17 đổ lên nha. Đó, khép đúc luôn. Rất là đẹp luôn nha cả nhà, không khác gì mua mới luôn. Đó. 6 kim nha cả nhà. Niền nè, niền cũng rất là niền khía nè. Cũng rất là đẹp nha cả nhà. Dây nè. Rồi ơi. Mời cả nhà.